Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách vẽ một chức năng vẽ tự động ở trong Corel. Thì trước tiên các bạn mở phần mềm Corel lên. Đối với những cái tranh mà đơn giản thì đòi hỏi chúng ta vẽ để tô màu lại, thì nó phục vụ vào cái công việc thứ nhất là làm những cái bông hoa trang trí đầu năm hoặc trang trí các góc cho các trường, cho các cô mẫu giáo, cho các lớp. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái bông hoa, ngoài những bông hoa có sẵn ở trên mạng thì chúng ta sẽ có những cái bông hoa đơn sắc, thì chúng ta sẽ vẽ lại để chúng ta tô màu. Có nhiều cô lại đòi hỏi là có khi là màu đỏ, màu xanh, màu vàng, ví dụ như vậy, nhiều màu, thì chúng ta phải có cách để chúng ta vẽ lại. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cái cách cho các bạn. Sau khi các bạn mở phần mềm Corel lên thì chúng ta sẽ lên cái trang web để chúng ta lựa chọn. Bây giờ mình sẽ tìm cái bông hoa đẹp ha, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ tìm đến những cái bông hoa mà nó đơn sắc á. Những cái bông hoa này là nó cũng không phải là đơn sắc nha bạn, tại vì các bạn biết sao, nhìn sao các bạn biết là đơn sắc hay không đơn sắc. Tại vì ở đây nó có hai màu nè. Màu màu vàng ha, với lại màu hơi đỏ một chút ha. Còn đây là những cái bông hoa mình gọi là cái bông hoa đơn sắc, tức là nó chỉ có một màu duy nhất thôi, tức là bông hoa đơn sắc ha. Thì bây giờ mình muốn tô màu cho cái bông hoa này. Đây, bây giờ mình sẽ copy về. Mình sẽ vào, mình mở sao chép hình ảnh ha. Sau đó chúng ta mở trên Corel, chúng ta bắt vào cho Corel. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái bông hoa đơn sắc nó nằm trong đây. Tuy nhiên bây giờ đây là nó là một cái file hình. Các bạn biết đây là cái đuôi nè. Đây là nó một cái file hình ha, nó dạng file JPEG. Thì ở đây nó có một cái nền trắng. Thì đây là các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ mình sẽ tô cái nền. Các bạn sẽ thấy là dưới đây nó có một cái nền trắng ha, rõ rệt. Đây, thì nó là một cái file JPEG. Thì chúng ta muốn tô màu cho nó thì có hai cách. Thứ nhất là một là các bạn sử dụng cái công cụ Ben, chúng ta sẽ vẽ lại ha. Công cụ Ben thì chúng ta sẽ vẽ lại. Vẽ lại cái từng cái bông hoa thế này ha, chúng ta sẽ vẽ lại như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ hết, rồi xong chúng ta sẽ tô màu ha. Đó là cách thứ nhất. Tuy nhiên để cho nhanh thì trong Corel nó lại có một cái công cụ gọi là công cụ vẽ tự động. Thì các bạn khi các bạn copy vào rồi thì các bạn click vào đối tượng, tức là khi mà các bạn không click vào đối tượng thì các bạn thấy trên đây là nó sẽ không có hiện một cái gì hết ha, nó chỉ có những cái milimét rồi kích cỡ ít chục y thôi ha, lên xuống. Thì khi các bạn muốn làm việc cho đối tượng nào thì các bạn phải click vào trong đối tượng đó. Thì bây giờ ở đây mình click vào cái file hình, có cái hình này, thì bây giờ các bạn sẽ thấy trên đây là nó sẽ hiện ra cái trace bitmap thì các bạn click vào đây cho mình. Các bạn thấy cái mũi tên này, các bạn nó sổ xuống, thì ở đây nó có cái width chain là satellite chain và width sum chain. Thì ở đây là nó vẽ cái logo ạc ha, thì các bạn cứ click và tìm hiểu thêm nha. Còn ở đây đối với công cụ vẽ tự động thì mình sử dụng cái công cụ centerline chase, tức là công cụ ở chính giữa nè, các bạn thấy công cụ chính giữa nha. Rồi sau đó khi các bạn chỏ vào cái cái công cụ này thì nó sẽ chỏ ra thêm hai cái công cụ nữa.
Bây giờ mình sử dụng line draw, line drawing, tức là cái đường vẽ, cái đường đường viền. Line là cái đường viền nè, draw là vẽ nè. Mình lít vào thì các bạn sẽ thấy đây cái máy nó sẽ tự chạy, nó sẽ tự chạy. Và đây bên đây các bạn thấy bên đây là cái bảng gốc và bên đây là cái bảng vẽ. Tuy nhiên mà để cho nó chụp cái bảng vẽ này nó có không, thì các bạn thấy ở trên đây nè, cái chai tip nè, thì trên đây nó có là centerline ha. Thì các bạn click vào trên cái centerline nè, các bạn thả xuống thì các bạn chọn outline, thì các bạn sẽ thấy bây giờ máy nó đã tự vẽ rồi. Thì bây giờ thấy bên đây là các bạn sẽ thấy là đây là cái hình mà sau khi mà mình bấm OK thì nó sẽ được trên cái màn hình như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm OK. Rồi bây giờ mình sẽ copy ra, mình kéo ra đây. Bây giờ mình, các bạn đã thấy là mình đã vẽ được một cái bông hoa bằng cái công cụ tự động Chai Bitmask nha. Các bạn click vào đối tượng thì sẽ thấy cái đối tượng Chai Bitmask. Đối với những cái hình mà Bitmask, cái hình JPEG thì gọi là cái file hình á, thì các bạn click vào thì nó mới hiện ra đối tượng nha. Còn nếu mà những cái đối tượng mà đã vẽ rồi thì các bạn sẽ không thấy, đúng không? Rồi bây giờ mình muốn tô màu cho cái hình này, thì khi đó các bạn sẽ bấm Ctrl U, tức là Ctrl Unwrap, tức là mình rã rúp ra. Các bạn bấm Ctrl U ở trên bàn phím thì nó sẽ rã rúp ra. Bây giờ các bạn thấy là cái vòng tròn màu trắng nè, mình sẽ được một cái vòng tròn màu trắng và sẽ được một cánh hoa màu cam. Thì bây giờ mình muốn đổi cho nó sang một cái màu, ví dụ như màu vàng nè, rồi màu xanh nè, rồi màu gì đó, thì các bạn cứ đổi thoải mái. Và cái nhụy này cũng vậy, đúng không? Ví dụ cái nhụy này cũng vậy. Rồi đó là cách vẽ tự động một bông hoa với màu đơn sắc. Các bạn biết là khi mà các bạn sử dụng màu đơn sắc á, thì cái chức năng này nó sẽ vẽ ra rất là nét, nó nét và chúng ta sẽ tô màu. Còn đối với những cái hình mà chuyển sắc, đối với hình đa sắc hai màu trở lên thì nó vẽ nó không được nhuyễn, tức là nó vẽ nó sẽ cắt ra các lớp thì nó sẽ không được đẹp. Bây giờ mình sẽ thử coi là cái hoa mà chuyển sắc nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái bông này. Đây, cho ví dụ cái bông này đây, bông này là bông chuyển sắc. Đây, các bạn cũng bắt vào. Thì ở đây các bạn thấy là bên đây có màu cam à, tức là nó chuyển từ màu, ở bên đây có màu vàng. Tức là nó chuyển từ màu vàng sang màu cam nên nó hai màu nó trộn với nhau nè, các bạn thấy là. Tức là cái hình này nó từ hai màu trở lên rồi thì mình sẽ sử dụng cái vẽ thì nó không có đẹp nha. Các bạn thử nè. Các bạn vào Chai Bitmask, các bạn vào Settling Chai, vào Line Drawing nè. Bây giờ đối tượng vẽ các bạn chọn trên đây nha. Settling Line cũng chọn như thế đấy. Bây giờ các bạn sẽ thấy nè, khi mà cái hình vẽ ra các bạn thấy không, những cái nơi mà chuyển sắc nó lại, nó những cái hình nè, các bạn thấy nè, bên đây là những cái tô màu chuyển sắc trắng với lại cam, đúng không? Thì trên đây nó vẽ nè, nó vẽ ra từng lớp, tức là cái này nó vẽ từng lớp nó sẽ cắt rất là không đẹp. Bây giờ mình sẽ, các bạn coi nè, những cái hình chính với cái hình phụ của mình nó lại không đẹp, đúng chưa? Đó, các bạn thấy những hình chính với là hình phụ, tức là khi mà chuyển sắc ở đây thì nó vẽ không có được ra chuyển sắc, tức là nó chỉ vẽ một cái nền chính, tức là màu đơn sắc thì nó vẽ được. Do đó cái công cụ này khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ sử dụng cái công cụ đơn sắc, sử dụng vẽ màu đơn sắc cho cái hình. Các bạn thấy những cái màu nào, ví dụ như một màu đỏ không, hoặc là màu xanh màu trắng không, hoặc là hình hai màu nhưng mà nó là hai màu riêng biệt, nó không có chuyển sắc, thì nó sẽ vẽ được trên công cụ này. Các bạn sẽ thấy công cụ này rất là hữu ích đối với cho các bạn mà khi mà vẽ những cái bông hoa để mà trang trí trang trí những cái từ cho cô giáo. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách trang trí cái bông hoa, làm cái băng từ để mà trang trí cho cái góc các cô mẫu giáo nè. Bây giờ mình sử dụng cái bông này để mình vẽ lại nha, cái bông màu tím nè, hoặc là cái bông màu tím. Đây là những cái bông hoa màu đơn sắc nha các bạn. Đây các bạn thấy không, màu đơn sắc nè. Tuy nhiên cái bông này là cái bông hình PNG. Đối với bông hình PNG ha, bây giờ mình sẽ vẽ, mình copy vào. Sorry các bạn, mình sẽ copy trực tiếp vào vẽ.
Đây bây giờ file PNG mình sẽ vẽ ra, mình sẽ trang trí lại làm một cái gọi là cái bông hoa để mà trang trí lớp nha. Khi các bạn khi mà các cô giáo có ứng dụng có muốn làm thì các bạn cứ làm hình thức này và làm cho khách hàng của mình. Các bạn bấm OK thì đây bây giờ nó sẽ ra được một cái bông hoa đây. Các bạn thấy màu đường sắc nó vẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình muốn trang trí cái này thì mình rải cái rúp ra, Trần Y ra. Và trong này đây là cái vòng tròn ở trong nè. Bây giờ đối với những cái này thì các bạn nên kéo cái vòng tròn này cho nó bự ra một chút để chúng ta có những cách chúng ta trang trí. Đây bây giờ đây, bây giờ các bạn thấy một cái bông hoa đúng không? Ví dụ khách hàng của mình là cô giáo tới đặt một cái câu từ, ví dụ như là đối với các cô giáo thì nó hay trang trí các góc, ví dụ như góc thiên nhiên đi. Thì đây góc thiên nhiên. Đối với một số trường á, thì hay sử dụng cái phông chữ Veni Avo hoặc là UTM Avo, thì các bạn lên trên web, đợt trước mình có chỉ rồi, các bạn lên gõ vào cái phông chữ UTM Avo rồi các bạn cài đặt vào, và sau đó chúng ta sẽ chọn kiểu chữ hoặc là rất là nhiều kiểu chữ. Nếu mà cô giáo thích kiểu chữ nào thì các bạn cứ chọn phông chữ đó. Đây UTM Avo nè các bạn, bạn thấy chưa? Rồi bây giờ để mà trang trí thì các bạn chọn một cái từ nào trong cái từ này mà nó dài nhất, tức là cái góc, ví dụ như đây là cái từ góc thiên nhiên đúng không, nhưng mà cái từ thiên nhiên, cái từ thiên với từ nhiên này nè ha, thì nó lại dài. Thì bây giờ mình sẽ copy cái chữ này ra trước, mình làm cái chữ dài, cái chữ nào mà nó dài các bạn làm trước. Mục đích để làm gì thì chậm nữa sau khi làm xong các bạn sẽ thấy nè. Bây giờ cái chữ này nếu mà chúng ta sẽ tô màu vào thì các bạn sẽ thấy là cái chữ này nó nằm ở ngoài cái khung. Bây giờ cô giáo muốn làm nằm trong cái khung này ha. Bây giờ nằm khung thì các bạn click vào trong đối tượng, các bạn chọn cái mũi tên chỗ này nè, các bạn kéo vào, có thể kéo để trên đây cũng được ha. Rồi các bạn có thể kéo cái chữ này nó lên, nó to hơn chút. Rồi để cái chữ này nó nổi lên thì các bạn cho thêm một cái viền màu trắng vào. Thì để thêm viền của cái viền màu trắng á, thì các bạn click vào đối tượng cái chữ, các bạn chọn, các bạn đưa vào cái con chuột này vào trong cái màu, trong cái bảng màu, các bạn chọn màu trắng và các bạn click phải chuột thì nó sẽ ra, thì nó sẽ ra cái đường line này. Tuy nhiên bây giờ cái đường line này rất là nhỏ, nó sẽ không có làm nổi được cái đối tượng mình lên. Thì do đó các bạn khi mà các bạn click vào đối tượng nè, các bạn sẽ thấy ở dưới đây nè, nó có cái màu nền là màu xanh đúng không, còn màu viền nè, đây là cái ngòi bút là cái màu line á, cái màu đường viền á, thì nó màu trắng. Các bạn click hai cái vào, các bạn để con chuột vào trong cái ô này ha, đây cái ô này nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn click hai cái, rồi bây giờ các bạn click hai cái, sau đó các bạn sẽ thấy một cái bảng outline band ha, tức là cái đường ở ngoài. Thì trên đây nó có width nè, tức là cái độ dày mm nè, các bạn chọn. Ở đây mình chọn 2 mm. Và để cái đường viền á, nó đường line nó bị được mịn mà hơn thì các bạn chọn vào trong đây nè, trong cái ô coloring thì các bạn chọn ở giữa này cho mình. Chọn đây, chọn ở giữa. Và ở dưới đây hai ô này các bạn tích vào hai ô này và các bạn bấm OK. Đây nè, bây giờ các bạn sẽ thấy là nó sẽ đã hiện ra được là cái chữ nhiên. Đúng không? Bây giờ cái chữ nhiên khi các bạn muốn, các bạn bây giờ các bạn copy ra thêm để các bạn làm thêm hai chữ nữa. Thì hai cái, các bạn muốn copy thì các bạn quét hết đối tượng này, các bạn đưa trỏ chuột vào trong cái dấu nhân trong chính giữa nè, giờ các bạn click trái chuột, các bạn giữ trái chuột, các bạn kéo ra thêm một đối tượng và các bạn click phải chuột, rồi các bạn thả trái chuột ra thì nó sẽ copy cho các bạn. Thì bây giờ ở đây mình chỉ đánh thêm chữ thiên, đây chữ thiên đúng không, chữ thiên. Rồi bây giờ các cô giáo muốn đổi cái chữ này thành cái màu khác, ví dụ vậy, muốn đổi bông thì ví dụ mình sẽ đổi bông, đổi chữ thành màu xanh, bây giờ cái này thành màu xanh đậm lại ha. Rồi những cái bông hoa này thì các bạn chọn hết tất cả các bông hoa, bằng cánh hoa, và chúng ta sẽ cho một cái màu gì đó, ví dụ màu hồng ha.
hay là màu xanh nước biển đó, ví dụ như xanh nước biển này. Ở đây thì nó cho nó màu cam này, ví dụ vậy. À, thiên. Rồi các bạn copy tiếp một cái nữa, giữ trái chuột kéo ra và nít phải chuột, sau đó thả trái chuột ra. Thì bây giờ các bạn đánh thêm chữ góc. Rồi bây giờ đây góc, bây giờ các bạn có thể đổi, các bạn đổi đi đúng không? Đây ví dụ vậy. Đây đây, thì bây giờ nếu mà trang trí ba chữ góc này thì bây giờ các bạn đã thấy có ba cái hình ha, ba cái hình thế này nè. Có thể là mình chọn màu đơn hoặc là một màu, hoặc là các bạn có thể là chọn nhiều màu, ví dụ xanh đỏ vàng tím gì đó, các bạn cứ chọn các bạn tô. Tại vì các bạn biết là khi mà làm cho các con mẫu giáo á, con mẫu giáo là thường là màu sắc rất đa dạng phong phú ha. Này các bạn cứ trang trí. Đó, các bạn cũng có thể trang trí thế này. Thì khi các bạn làm này rồi thì sau khi in xong, à, mình sẽ nói là tại sao mình phải làm cái chữ dài trước. Tại vì nếu mà các bạn làm cái chữ, đánh cái chữ gốc trước, thì nếu mà các bạn kéo cái chữ gốc này nó ra hết, phủ hết cái này, thì khi chữ thiên, chữ nhiên ấy, thì nó sẽ dài tới đây nè. Mà khi mà các bạn bóp lại thì cái chữ thiên này nó sẽ bự, nó sẽ nhỏ hơn là cái chữ gốc. Do đó là nó nhìn nó không cân đối cái chữ. Do đó mình sẽ làm cái chữ dài nhất, rồi sau đó copy cái chữ dài nhất, tức là nó vẫn giữ cái định dạng đó. Và sau đó chúng ta sẽ copy ra, à, chúng ta sẽ làm thì các bạn sẽ thấy là chữ thiên tự nhiên nó có cùng hình dạng giống như vậy, và chữ gốc nó cũng vậy. Thì do đó là khi mà chúng ta làm ra thì cái chữ trang trí thì nó nhìn nó đẹp hơn. À, rồi sau đó các bạn cứ in và sau bạn cắt. À, cắt cái này và các bạn ép, hoặc là các bạn kêu các cô giáo cắt hoặc ép cho mình. À. Rồi, đó là cái cách mà vẽ hình dùng công cụ vẽ hình tự động trên Corel, và cách trang trí bông hoa để trang trí một cái góc cho cô mẫu giáo. Đó là toàn bộ cái video mà mình muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay. Hy vọng qua cái video này thì các bạn có thể làm được những cái đơn giản như thế này để phục vụ cho công việc của mình. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc nha. Bây giờ nếu các bạn thấy video mình hay và có bổ ích, giúp được cho các bạn nào chưa biết hoặc các bạn mới vào nghề, để các bạn có thể làm được những cái đơn giản phục vụ cho công việc của mình, thì các bạn hãy bấm like và share video cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.